Chào mừng các em đến kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong xong bài giảng, Thầy Liêm các em khá dễ hiểu, các em xong hết và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 25 hình tam giác diện tích hình tam giác tiết số 2 trang 85 86 nha. Trước hết mình sẽ làm câu 1. Câu A, vẽ đường cao ứng với đáy PD của hình tam giác PDC và vẽ đường cao ứng với đáy PP, PQ của hình tam giác OPQ. Giờ như vậy trước hết mình sẽ vẽ đường cao đây. Giờ như vậy ở đây mình thấy được các em sẽ sử dụng khối AK nhé. Các em sẽ kê khối AK vào cho một cạnh góc vuông trùng với BD. Đúng này. Giờ sau đó các em sẽ sử dụng bút chì các em vạch theo cái đường còn lại. Sao cho một cạnh góc vuông đi qua BD và cạnh còn lại sẽ đi qua điểm C. Đúng này. Sau đó các em sẽ sử dụng cái bút chì các em vạch một đường từ đây xuống là được rồi. Đúng này. Từ điểm C các em sẽ vạch một đường thẳng xuống BD. Như vậy lúc này mình sẽ có đường cao. Như chỗ này sẽ là góc vuông. Đúng này. Giờ mình sẽ đặt ở đây ví dụ như là điểm H đi. Thì mình có CH là đường kề. Giờ tiếp theo mình sẽ vẽ đường cao ứng với đáy PQ của tam giác OPQ. Như vậy mình sử dụng hướng AK tiếp. Mình sẽ xây hướng AK sao cho một cạnh góc vuông trùng của PQ nhé. Sao cho một cạnh góc vuông trùng với PQ cạnh còn lại. Cạnh góc vuông còn lại sẽ đi qua điểm O. Đúng. Giờ từ O các em hạ một đường vuông góc xuống. Dọc theo cái cạnh góc vuông này là được. Giờ mình sẽ đặt điểm này, ví dụ là các em đặt điểm gì cũng được nha. Ví dụ như điểm K cũng được đúng không? Nhưng mình có OK chính là điểm K. Ứng với đáy PQ nha. Mình sử dụng ký hiệu góc vuông chỗ này. Đúng này. Giờ như là mình xong câu A nha. Giờ các em vẽ hình câu A xong mình sẽ làm câu B luôn. Tiếp theo là câu B. Câu B người ta kêu vẽ đường cao ứng với CD của hình tam giác BCD và vẽ đường cao ứng với đáy MN của hình tam giác MNP. Như vậy trước hết mình phải kéo dài cái đoạn CD này ra. Sau đó mình sẽ hạ một đường vuông góc từ B xuống là được, đúng không? Giờ trước hết thì các em sẽ kéo dài đoạn CD ra. Đúng nhỉ. Giờ sau đó từ B các em hạ một đường vuông góc với đường kéo dài của CD. Các em sử dụng hướng K. Sao cho một cạnh góc vuông trùng với cái CD kéo dài. Cạnh còn góc vuông còn lại sẽ đi qua điểm B. Giờ nối từ B kéo xuống vuông góc với đường kéo dài của CD là được nhé. Như vậy góc này sẽ là góc vuông. Giờ mình sẽ đặt điểm này ví dụ là điểm điểm H cũng được nha. Các em đặt tên gì cũng được. Như mình sẽ có BH chính là đường K, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ về đường cao ứng với đáy MN. Có nghĩa là từ điểm P này mình sẽ hạ đường vuông góc. Thì mình thấy đường vuông góc nó sẽ nằm bên ngoài MN như vậy chứ mình sẽ kéo dài đoạn MN trước. Giờ MN chưa kéo dài. Kéo dài đoạn MN chưa. Đúng này. Giờ sau đó xoay khớp kè sao cho một cạnh góc vuông trùng với MN kéo dài. Cạnh góc vuông còn lại sẽ đi qua điểm P.
Giờ nối B mình sẽ kéo từ B xuống dọc theo cái cạnh góc vuông này. Đúng này. Giờ mình sẽ đặt tên ở đây, tên gì cũng được nha, ví dụ y cũng được. Phần kéo dài các em phải vẽ ngắn là tên điểm y là được, đúng này. Hoặc là kéo chữ kéo dư ra cũng được nha, không sao nha. Đúng này. Giờ các em vẽ hình xong mình sẽ làm tiếp câu số 2. Tiếp theo là câu số 2, vẽ hình khai mẫu viết rằng PK là đường cao ứng với đáy AC của tam giác ABC, KY sẽ là đường cao ứng với đáy AP của hình tam giác ABK và KN là đường cao ứng với đáy BC của hình tam giác BCK. Như vậy trước hết các em sẽ vẽ cái hình tam giác ABC trước nhé. Giờ mình thấy là từ A đến B sẽ là qua 50. Như vậy sẽ đi qua 50. Từ B lên C là 40. Giờ bây giờ mình sẽ đặt tên ABC chứ. Điểm ABC. Giờ tiếp theo thì mình sẽ vẽ BK là đường cao, đúng không? Như vậy từ B các em vẽ một đường vuông góc tớn A, AC nha. Thì giờ các em sử dụng thước AK. Giờ xây cái thước. Sao cho một cạnh góc vuông trùng với AC. Cạnh còn lại sẽ đi qua điểm P, đúng không? Giờ các em sẽ vẽ một đường vuông góc. Giờ như mình sẽ có ba cái BK sẽ là đường kẹp. Giờ tiếp theo mình sẽ có là KI đường cao, có nghĩa từ điểm K các em hạ đường vuông góc xuống. Đường thẳng thì các em kéo xuống thôi, không cần sử dụng thước AK cũng được, đúng này. Đây là điểm B. Giờ từ K mình sẽ vẽ đường vuông góc qua, đúng này. Một đường nằm ngang. Vuông góc với là BC. Đặt tên là N. Giờ mình sẽ thêm ký hiệu vuông góc mới là được. Giờ như mình đã vẽ hình xong, như là mình xong câu số 2 nha. Giờ các em vẽ xong câu số 2, mình sẽ làm tiếp câu số 3.
Tiếp theo là mình sẽ làm câu số 3 quẻ hình khơi mộng, mình sẽ làm tương tự thôi. Giờ trước hết các em sẽ quẻ một đường nằm ngang trước. Đây là 2, 4, 6, 8, 10. Từ điểm này đi qua 10 ô thôi. Đúng nè. Giờ như vậy từ đây sẽ lên 2 ô. Giờ từ điểm này các em sẽ quẹt xuống bên đây và quanh đây. Giờ từ đây sẽ qua đây. Giờ đường thẳng xuống. Này xếp xuống. Xéo lên. Đường thẳng đứng xuống. Đường xéo xuống, đúng này. Giờ xéo lên. Xéo xuống. Xéo lên. Giờ thẳng đứng xuống. Giờ cuối cùng sẽ xéo xuống nữa là đúng. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 mình sẽ quẹt thêm cái nét này nữa nha. Và thêm một nét nữa, hai nét nữa. Giờ như là mình xong câu số 3, mình sẽ làm tiếp câu số 4. Câu số 4 cho hình quẻ bên câu A, mình sẽ vẽ đường cao ứng với đáy AD của tam giác ABD và vẽ đường cao ứng với đáy GH của tam giác EGH. Giờ bây giờ mình sẽ vẽ đường cao ứng với đáy AD của tam giác ABD. Như mình sẽ kê khớp AK vô sao cho một cạnh góc vuông trùng AD, cạnh còn góc vuông còn lại sẽ đi qua điểm B nha. Mình sẽ vẽ một đường cao. Xây khớp AK một cạnh góc vuông trùng với AD, cạnh góc vuông còn lại sẽ đi qua điểm B. Giờ từ điểm B các em nối một đường vuông góc xuống. Giờ đặt tên là Y, BY. Hoặc là các em đặt điểm K cũng được, đúng không? Đặt tên gì cũng được nha, đừng có trùng với những cái tên đã có là được. Giờ tiếp theo mình sẽ vẽ đường cao ứng với cạnh GH của tam giác EGH. Như vậy mình kẻ một cái đường từ điểm E, mình vẽ một đường vuông góc với H thì mình thấy sẽ là vuông góc với GH kéo dài, chứ mình sẽ kéo dài cái GH ra trước.
kéo dài và chụp được giờ sau đó kê khúc AK vô. Sao cho một cạnh góc vuông trùng với GH kéo dài, cạnh còn lại đi qua điểm E, đúng này. Giờ thì điểm E kẻ một đường vuông góc xuống. Giờ điểm này có em có thể đặt là điểm Y cũng được, đúng này, hoặc là điểm F cũng được, đúng này. Giờ như mình xong câu A mình sẽ làm copy, như ở đây mình có thể sử dụng thêm ký hiệu góc vuông cũng được. Đây cũng vậy. Tiếp theo là câu B. Câu B phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, trong hình vẽ trên hình nào là hình tam giác vuông? Như vậy là mình thấy là hình tam giác BCD, đây góc vuông chỗ này là đây. Như vậy BCD vuông tại C nha. Như mình sẽ chọn đáp án P. Hình tam giác BCD sẽ vuông. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiệu bài, cái xong hết video thì kem hiệu bài. Dạ như là mình xong bài giảng hôm nay, cảm khái giảng và hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Thầy Liêm. Thầy chúc càng tốt tạm kém nhé.